Kính mời các bạn hãy cùng chúng tôi bước lên chuyến bay đặc biệt mang số hiệu 1986-1989 Kim bảng A, khởi hành lúc 8 giờ 30 phút ngày 6 tháng 7 năm 2024. Chuyến bay này không chỉ đưa chúng ta trở về nơi chốn cũ, mà còn đưa chúng ta trở lại với những ký ức thân thương của tuổi học trò. 35 năm đã trôi qua, nhưng những hình ảnh của những ngày học dưới mái trường Kim bảng A vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Những người bạn cùng lớp, những thầy cô yêu quý, từng giờ học, từng tiếng cười nói, từng lần kiểm tra đều hiện lên rõ nét. Hôm nay, chúng ta trở lại đây không chỉ để ôn lại kỷ niệm, mà còn để tri ân, để chia sẻ những câu chuyện của cuộc đời sau bao năm xa cách. Hãy để chuyến bay đặc biệt này mang chúng ta trở lại với những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân, để cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới, đầy ý nghĩa và ấm áp. Thời gian dần trôi cùng với tuổi thơ, ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ. Và khi tôi cách xa tháng năm học trò, còn nhớ ngày chia tay ấy rơi không trắng kỷ niệm, chợt nhớ về những ngày xưa đã xa. Và hôm nay chúng ta đã quay trở về, bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn trở lại nơi chốn ấy. Từng năm tháng chợt hiện trong ký đó, mãi mãi bay xa xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng, và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta về nơi chốn ấy, bao bạn thân khi xưa bên nhau giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha. Bao nhiêu yêu thương giấc mơ đã đi xa về nơi trái tim, còn lại trong ta những tháng năm dài, nhớ về những thơ ấu kỷ niệm đã xa từ lâu. Giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn em trong trang vở lưu bút này. Thế gian có đổi thay, tháng năm có phai, ta sẽ mãi nhớ đến nhau. Rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng trở lại nơi chốn ấy. Từng năm tháng chợt hiện trong ký ức, ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng, và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta về nơi chốn ấy, bao bạn thân khi xưa bên nhau giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ ấy. Đâu đâu biết đâu rồi, ngày bạn và tôi vẫn thường đến lớp giật tìm nơi đâu còn lại đây chút nắng hồng ngây ngô. Ngày thơ ấu ta vui chơi dưới sân trường, nhưng giờ đây xa nhau mất rồi, bạn thân ơi chớ quên. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa vương rơi ngâm đầy nắng vàng, và những chiều mưa trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta về
chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ. Sẽ còn mãi trong tim mọi người. Để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Ở riêng lớp 3 là lớp chọn và môn được dạy chọn 3 năm liền. Và khóa đầu tiên của trường nên là cô và chị chúng rất vinh dự. Hai thầy cô thì dạy 3 năm liền. Cô nhớ lại cái đây 38 năm là cô bắt đầu vào cảnh lớp này thì bây giờ là 35 năm, đúng không? Thì cô cảm thấy là rất vui ở chỗ là các em học giỏi, ngoan và học văn. Đối với các em mà hình như chỉ học thêm, chủ yếu là lớp này chủ yếu thi cuối A nên toàn đi theo thầy Dũng để thầy té tại uống rượu với thầy Dũng như cô rồi. Các bạn là ở một cái nơi xa quê hương khoảng gần 2.000 km, thế nhưng mà lần nào mà có sự kiện của lớp thì các bạn cũng đều cố gắng thu xếp để trở về với mái trường, với thầy cô, với bạn bè, với gia đình. Ông người dĩ đại. Sở dĩ bọn tớ chọn cái tên như vậy là trong lòng của những người xa quê hương thì kỷ niệm ngày xưa rồi các bạn thầy cô trưởng lớp từ 30 năm trước cho đến tận bây giờ nó vẫn là những gì thiêng liêng. Có lẽ tôi và các bạn trong lớp mỗi khi về trường thì nó là rất nhiều cảm xúc. Nhớ lại những cái nhớ có thể nói là rất rõ, nhớ như in những kỷ niệm xưa, nhớ những cái tiết dạy văn của cô Thu có thể nói là làm cho học trò quên mệt. Đặc biệt là những kỹ năng của cô truyền cho các bạn gái cách nấu một cái bát cháo kiểu như lở thì chí phèo như thế nào. Thầy Dũng thì dạy toán rất là hay. Có thể nói là học môn toán thầy Dũng xong thì tôi cũng đi học thêm nhiều nơi, một số nơi, nhưng mà có thể nói là gần như là cũng không cần học thêm gì. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau xin anh ngừng trôi. Có chiếc quà để chia sẻ với nhà trường và tặng cho các cháu học sinh nghèo học giỏi. Còn giọng nói tiếng cười những nỗi nhớ niềm thương gửi cho. Yeah!
Ngày xưa thân nghe hồn nhiên là tôi mộng mơ thân tiên, trong ánh nắng mới ấm áp của tình bản thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân, đàn ca hôn tôi nhẹ lưng, biết đâu mà đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Ngày xưa thân nghe hồn nhiên là tôi mộng mơ thân tiên, trong ánh nắng mới ấm áp của tình bản thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân, đàn ca hôn tôi nhẹ lưng, biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình. Trường Trung học phổ thông An Kim Bảng ơi! Anh chị đã ra trường được bao nhiêu năm rồi? Mãi bên nhau bạn nhá! Yeah! Còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, tình nữ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu. Xin được hân hoan vui mừng và nồng nhiệt để chào đón CNG của toàn thể các anh chị. Chúng ta đã cùng nhau có mặt để cùng tham dự với đêm Gala Dinner cũng như kỷ niệm 35 năm ngày ra trường của các thành viên lớp 12A Trung học phổ thông A Kim Bảng niên khóa 1986-1989 với chủ đề Một thời để nhớ trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng ạ, kính thưa quý anh chị thân mến, thì cách đây 35 năm, những trái tim tuyệt vời của trường Trung học phổ thông A Kim Bảng lớp 12A đã hoàn thành 3 năm cấp 3. Và sau 35 năm, chúng ta đã cùng nhau tề tựu tại đây để cùng tham quan, nghỉ dưỡng, tìm lại cho mình những giây phút bình yên, thư giãn, thoải mái tại Sỏi Resort. Và một lần nữa cùng nhau sống lại những kỷ niệm đáng nhớ tại ngôi nhà thứ hai mang tên lớp 12A Trung học phổ thông A Kim Bảng. Đừng rũi giang tay nối lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mà đất bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng. Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam, cờ nối gió đêm vui nối ngày, dòng máu nối con tim đồng loại, dòng tình người trong ngày mai. Thành phố nối thôn xa vây vời, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nơi trên môi. Từ Bắc phố Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Nối liền biển xanh sông gấm, nối liền một dòng tình sinh.
tình người trong ngày mới. Thành phố nông thôn xa vời vợi, người chết nuôi linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Từ Bắc phố Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Xanh sông gấm nơi liền một vòng tự sinh, cờ nối gió đêm vui nơi ngày, dòng máu nơi con tim đồng loại, dù tình người trong ngày mới. Thành phố nơi thôn xa vời vợi, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi.